Xin chào quý khán giả đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Hiện tại thì Thanh Khang và Nhật An đang có mặt tại Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và có mặt tại công trình của nhà anh Quách Tùng với một công trình nhà ở nhà phố hiện đại 3 tầng. Thật sự thì cái xu hướng để mà thiết kế và thi công những công trình nhà phố đang rất là thịnh hành ở những thành phố lớn, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà ở các thành phố, ví dụ là ở Đà Nẵng, nè Cần Thơ, nè Hà Nội, nè v.v. thì người ta rất là chuộng những cái mô hình nhà phố cũng như là nhà ống như thế này. Vậy thì cụ thể ngày hôm nay, công trình của nhà anh Tùng đang thi công như thế nào? Chúng ta hãy tiến gần hơn đến công trình và cùng nhau tham quan nhé. Công trình của nhà anh Tùng thì như quý vị có thể thấy là nó sẽ nằm ở trong một con hẻm nha quý vị, khá là sâu về phía sau. Và đây là một công trình nhà ống nhà phố rất là điển hình, bởi vì sao? Quý vị có thể thấy là nguyên cái khu dân cư này thì mô hình toàn là nhà phố thôi và sẽ được phân chia theo từng lô luôn, cho nên là về cái việc thi công của chúng ta cũng phải rất là cẩn thận trong cái việc tính toán và thi công làm sao để không ảnh hưởng đến nhà lân cận, cũng như là ví dụ là công trình này là một công trình nhà mái bằng thì thiết kế rất là hay quý vị, nó sẽ không đua ra cũng như không ảnh hưởng gì đến ngôi nhà xung quanh sau này được xây dựng hết. Chưa kể là trong cái quá trình ngay từ cái khi mà chúng ta đào móng đó quý vị, đây cũng là việc rất quan trọng nha, bởi vì đôi khi một số công trình nếu mà chúng ta không tính toán kỹ thì cái việc đào móng của chúng ta có thể ảnh hưởng đến gọi là móng của những nhà lân cận, có thể dẫn đến là xô lệch, thậm chí là bị ngã đổ, rất là nguy hiểm. Cho nên là về vấn đề này thì Mark Home chúng tôi rất là kỹ lưỡng, ngay quá trình làm móng thôi đã có thanh tra giám sát rồi, và ngay từ cái khâu thiết kế thì kiến trúc sư họ cũng đã tính toán cái giải pháp móng làm sao để có thể là đảm bảo được tính an toàn không chỉ cho công trình chính của chúng ta mà là những công trình lân cận nữa. Thông thường là cái giải pháp đó chính là chúng ta sẽ đóng cọc cừ tràm ha, thì cái điều đó thì em thấy là nó sẽ được yên tâm hơn. Cho nên là thường ở nhà phố quý vị thấy là có hai cái kiểu, một là móng băng và hai là móng cọc là như vậy. Còn về công trình của nhà anh Tùng thì đây là công trình khá là cao quý vị, đến tận 3 tầng và có thêm một tum ở phía bên trên nữa. Cho nên là nó có cái độ cao rất là ấn tượng. Còn về kích thước cụ thể như thế nào đây? Sẽ có chiều rộng sẽ là 4m, chiều dài ra phía sau sẽ là 14,6m và tổng diện tích thiết kế công trình tầm khoảng 190m2. Còn về độ cao có sụp không định của mái sẽ là 13,1m, sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,5m, sàn tầng 2 đến sàn tầng 3 là 3,2m và sàn tầng 3 lên đến sàn tầng tum sẽ là 3,2m thưa quý vị. Và với những công trình nhà phố như thế này đó quý vị, thì thường nha, thì cái vách ở phía bên này nè, tại hiện tại thi công thôi nhưng mà sau này thì thường cái vách này người ta sẽ không có trang trí hay là gọi là sơn phết gì quá nhiều hết. Thông thường thì chúng tôi cũng chỉ sơn tầm 2 lớp và tông màu trắng đơn giản thôi, bởi vì trước sau gì cũng cặp vách, bây giờ chúng ta có thiết kế hay thi công nhiều cũng không thể nào mà đẹp được đúng không nào. Chưa kể là cả không có lấy được những cái ô cửa, bởi vì cũng là nguyên tắc là cặp vách, nếu mà chúng ta mở cửa ra thì nó cặp với gọi là cái tường nhà cạnh bên thì cũng đâu có lấy nguồn sáng được. Cho nên chúng ta sẽ tập trung vào đó chính là khu vực cửa chính ở phía trước như thế này. Thông thường thì đây sẽ là lối cửa lớn nhất và sẽ lấy được cái nguồn sinh khí vào bên trong. Nếu quý vị muốn cái tính an toàn thì thông thường tầng 1 nha, chúng ta sẽ sử dụng là cửa cuốn. Cửa cuốn thì nó sẽ đảm bảo cái độ gọi là an ninh hơn, bởi vì chúng ta sẽ đóng mở tự động cũng như là nó sẽ kín chắc hơn. Khi mà ta chạy xe về ban đêm chẳng hạn, ta đóng cửa cuốn cảm giác nó yên tâm rất là nhiều ha. Và thường thì chúng ta cũng sẽ thiết kế là tầng 1 là không gian cửa cuốn nha quý vị. Còn về vật liệu ốp lát thì sau này gia chủ cũng sẽ ốp chủ yếu là mặt tiền ở phía trước ngay vị trí này thôi. Thường thì sẽ ốp granite hoa cương ở ngay vị trí ở đây, còn phía bên trên có thể là ốp thêm gỗ nhựa hoặc là một số những cái lựa chọn khác. Và chúng tôi cũng sẽ cho gia chủ chủ động lựa chọn trong cuốn catalog vật liệu của Mark Home. Quý vị có thể chủ động lựa chọn ha, về mức giá nè, rồi kiểu dáng vân vân, phù hợp với khả năng tài chính và sở thích của mình. Thời gian chúng tôi hoàn thành một cái bộ hồ sơ bản vẽ là tầm 30 đến 45 ngày. Và trong khoảng thời gian này gia chủ hoàn toàn có thể trao đổi kiến trúc sư, chỉnh sửa cho đến khi nào chúng ta ưng ý thì thôi. Và đó là tổng quan một số nét về công trình này. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị sẽ cùng với thanh tra của Mark Home sẽ tiến bên trong và sẽ kiểm tra xem đó chính là cái hạng mục thi công như thế nào. Dạ, em là Đạt, văn phòng thanh tra của công ty tới. Hôm nay em tới kiểm tra công trình cho khách hàng. Anh đi nghiệm thu chung với em nha.
Hiện tại công trình mình là gần xong phần thô chưa anh? Xem phần thô. Xong phần hồ rồi, đúng không? Đã bắt đầu bàn giao cho bên đội sơn nước. Sơn ba trên nước, còn tầng dưới nữa. Ok, giờ em hiện tại đây là vị trí ở tầng 2. Hai mét hai nhân 2m4. Cái phía trước là có thay đổi không anh? Kích thước. Trước là cửa Y. Thì về phía trước cái ô cửa này mình thay đổi luôn rồi đúng không? Như đây 900 2m4 thì coi như là toàn bộ phía trước là mình thay đổi rồi. Thay đổi không? Cái này là theo ý chủ nhà đúng không anh? Cái đó cũng mình bên thi công mình cũng hiểu rõ, bên ấy mình cũng hiểu rõ nữa. Này do bên theo cái cấp phép của hồ sơ. Để em kiểm tra luôn cái phần xây tôn. Nó là chắc. Cái này tô mình có ghém móc không anh? Có. Ghém được cơ, ghém được vài cái. Ở trên này là hơi móp vô rồi, đúng không? Mà đồ hở này thì nói chung là trong giới hạn cho phép, sau này bỏ bột nữa thì đảm bảo. Còn 2 ly. Bên đây thì cũng vậy. Ở khoảng 2 ly. Đúng không? Đây nhìn đây. Bên đây vẫn bằng. Trong thì ở trong cái giới hạn cho phép là T5 3 được cái đục khoảng lại. Phần giám chắc phí thì anh làm tương đối rất là tốt. Cái này là mình đi gói xong mút rồi đúng không anh? Cái xong mút không phải là chỉ dùng bay thôi. Mút ra. Mút nó mới được phẳng vậy đúng không? Rồi, thì tới này em sẽ kiểm tra luôn cái phần ốp lát trong cái toilet. Cái này ốp lát xong hồi nào vậy anh? Lâu chưa? Lâu rồi, tại mười bữa. À mười bữa. Rồi em sẽ kiểm tra cái phần ốp lát. Đây đây. Thầy em báo cho chú ý lại cho. Nguyên cái chụp này luôn.
Viên này cũng bị một tí. Tí một tí. Tí luôn. Cỡ phải một tay về một chút là nó trúng cái chỗ đây nè. Có cái gì ngay chỗ này để em đánh dấu anh cho xử lý lại cho em. Chỗ này nó bị 1/3 viên. Đây là nguyên một cây gập. Quay giờ em quay cái chi tiết luôn. Và hiện tại đây là khu vực tầng 3. Ở đây thì em thấy là cũng cái bác thợ cũng đã đóng trần rồi nè. Kiểm tra về cái phần trần thực cao, hiện tại là cái phần giáp mí là cái bác thợ đã đóng lưới thủy tinh đầy đủ để tránh cho cái việc bị nứt sau này. Đây quý vị nhìn thấy đây là cái lưới thủy tinh. Toàn bộ là cái phần giáp mí ở đây là phải đóng lưới thủy tinh hết. Đây, đóng lưới thủy tinh đó. Rồi em kiểm tra luôn về cái phần tô chát này của anh. Mấy chỗ này là hồ hơi ướt quá rồi đúng không anh? Ướt thì cho nên là nó bị sợi hồ nó bị nứt chân chim. Vấn đề này quý vị yên tâm, sau này là sẽ còn công tác sơn bả nữa. Xử lý. Bả là nó sẽ xử lý được những vấn đề này. Cái này đường mấy cái đường điện mình đóng ra mình có đóng lưới lại không anh? Có chưa? Đóng lưới không? Phải đóng lưới đầy đủ không? Đầy đủ. Để tránh nó bị nứt sau này. Về cái phần tường tô của anh thì em kiểm tra thấy rất là tốt. Rất là chắc, không có hiện tượng là bị bọt. Cái phần giáp mí thì làm cũng rất là tốt. Ok, phần tô rất là đảm bảo. Cái tường trên tầng 3 này là làm tương đối rất là thẳng. Trên này thì hở ít hơn ở dưới, ở đây dở văn ly thôi. Bên đây thẳng luôn, không có cái nở luôn. Trên này làm rất là tốt. Đây quý vị có thể nhìn thấy đây là không có khe hở luôn. Và cái phần giáp mí này cũng rất là đều. Chờ nó dưới.
Đây bị có một miếng nhưng mà ít. Này về cái phần ốp lát của cái nền đây là quý vị nhìn thấy là các thợ làm tôi nói rất là tốt. Phần giáp miếng của bốn cái viên gạch là phẳng luôn, không có bị gồ ghề. Mình cứ lấy tay mình sờ là mình cảm nhận được. Hiện tại là cái phần nền này là chưa có trà ron. Sau này thi công xong hết bắt đầu có trà ron để đảm bảo cái đường ron nó không có bị dơ. Rồi hiện tại em sẽ kiểm tra luôn cái độ ẩm của mình có đảm bảo để cho tiếp công đoạn sân bã chưa. Đây là 12.7. Thông thường cái độ ẩm tường từ 10 cho tới 16% là mình có thể sân bã được rồi. Ở đây là 11. Rồi, cái này nha. Hiện tại em sẽ bắn laser kiểm tra luôn các cạnh góc tường của anh coi làm có thẳng cái điều không. Đây rất là ok. Đây rất là nặng. Này thì cũng ok. Đây, cái tường đó. Okay. Rồi hiện tại cái vị trí này em thấy nó bị mẻ cạnh chỗ này nè. Nên anh phải cho chám lại. Sau này mở nó mới ấy chứ nó lõm hơi sâu. Rồi mở đâu có ăn nổi. Rồi chám lại. Đây mới chám hả? Đang bị mẻ đúng không? Đi tán đồ ạ. Đồ nó bị dướng đúng không? Bước rồi nè. Ok thì mình cứ sau khi mà ấy thì mình phải chấm lại cho nó đều. Rồi hay hôm nay công đoạn kiểm tra thì thấy công trình các công đoạn anh làm tương đối rất là đảm bảo. Chỉ có một số cái vị trí gạch mà em có đánh dấu đó, anh cho xử lý lại em. Chứ cái vị trí ở chỗ này nè. Cho chấm lại. Rồi khắc phục lại. Ok. Rồi cảm ơn anh. Chúc anh với anh em sớm hoàn thành tốt công trình để giao cho chủ đầu tư nha. Xin chào quý vị khán giả, bên cạnh Thanh Khang đây là anh Bảo, giám sát thi công của công trình nhà anh Tùng. Và xin phép anh, em sẽ có một vài câu hỏi về công trình ngày hôm nay nha. Không biết thì công trình này của mình đang thực hiện ở phần nào rồi anh? Phần khâu hoàn thiện, ốp lát cũng chắc chắn rồi. Cỡ tầng sau nè cũng hoàn thiện, xem hết. Dạ, dự kiến là một tuần sau thì mình sẽ xong cái phần hoàn thiện này. Dạ, em thấy là cái khu của mình, cái nhà của mình nó nằm ở trong một con hẻm nhỏ như vậy. Thì không biết là quá trình mà mình vận chuyển vật liệu vào thì nó có khó khăn trở ngại không anh? Có, dĩ nhiên là khó khăn rồi, chứ trong hẻm mà cũng ngừ qua lại rồi, đường xá rồi, cũng chật hẹp rồi, cũng liệu tránh né mà làm. Dạ, thì sau cái phần hôm nay của mình thì mình sẽ tiếp tục làm phần nào ạ? Sau đây là tiếp tục là bên sợ sơn. Với cái công trình này thì không rõ là một ngày thì có bao nhiêu thợ mình sẽ thực hiện thi công anh? Bình quân có thợ là 10 người đến 7-8 người. Dạ, và đi vào mức độ hoàn thiện rồi thì mình dự kiến là sẽ đến bao giờ công trình này sẽ được giao cho chủ đầu tư ạ? Không có gì trở ngại thì chắc kể một tháng nữa thì giao. À, vậy là còn một tháng nữa thì nếu như mọi thứ thuận tiện hết thì mình sẽ giao cho chủ đầu tư. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh ạ.
vậy là Thanh Khang và Nhật An đã dẫn quý vị đi tham quan công trình nhà anh Tùng ở Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình hoàn thiện. Với công trình này thì có lẽ là một thời gian ngắn nữa thôi, công trình hoàn thiện 100% thì chúng tôi sẽ dẫn quý vị trở lại thăm. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì còn ngại liên hệ ngay với Mắc Home qua hotline 0964458888, 0828133333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe cho chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì Nhật An và Thanh Khang xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.